Thời điểm gần đây mọi người đang xem cái trang Facebook hoặc là Zalo hoặc là Instagram, nói chung là những cái mạng xã hội của mỗi bạn ấy, nó là một cái CV. Cho nên là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ cố gắng để mà xây dựng cái hình ảnh của mình để làm sao cho đẹp hơn, rồi viết chỉnh chu hơn. Đấy thì nhà tuyển dụng người ta nhìn vào cái trang đó rồi người ta đánh giá, thì những người mà có cái sự chú ý, chú tâm tới cái việc mà mình dùng từ trên mạng xã hội như vậy thì cái khả năng của các bạn được được chào đón tốt đồng ý, hơn. Đồng ý. Tuy nhiên nó cũng vô hình chung nó lại đẩy tới một cái thứ khác. Nếu mà như vậy thì có những người họ lợi dụng thì sao? Vốn dĩ họ không phải là như vậy. Thật ra nó lại dẫn tới một câu chuyện khác nữa là đó chỉ là bạn ở trên mạng xã hội thôi. Nếu mà muốn làm việc chung với bạn thì người ta sẽ phải có cái sự giao tiếp trực diện, và cái khoảnh khắc trực diện đó thì rất khó để mình che giấu một cái gì, đặc biệt đối với những cái người mà người ta có cái ánh mắt, cái mắt nhìn người và có kinh nghiệm sống.